Hy sinh Miss Earth lên tiếng khi cuộc thi bị chế giễu thiếu chuyên nghiệp. Dù bị trình diễn tại sân khấu tạm bợ, ọp ẹp nhưng thí sinh Miss Earth vẫn có màn lên tiếng xuất sắc. Cuộc thi Miss Earth 2022, Hoa hậu Trái đất 2022 đang diễn ra tại Philippines và nhận về nhiều chú ý từ đông đảo cộng đồng fan sắc đẹp vì để dàn thí sinh phải trình diễn ở không gian vô cùng thiếu chuyên nghiệp, tạm bợ. Nhiều mỹ nhân phải chịu cảnh ướt như chuột lột để hoàn thành phần thi của mình trên sân khấu không có tính chất của một tiết mục diễn bikini. Fan sắc đẹp đã chế giễu và chỉ trích Miss Earth làm việc tắt trách và không chỉnh chu về mặt hình ảnh. Ngay lập tức, một thí sinh của đấu trường này, Miss Earth Belarus đã lên tiếng về lùm xùm. Đầu tiên, không ai có thể điều khiển được thời tiết. Thứ hai, chúng tôi ở đây để bảo vệ môi trường chứ không vì những sân khấu hào nhoáng. Chúng tôi không cần những đôi giày cao gót để trông cao và sang trọng. Ngay cả khi để chân trần thì chúng tôi vẫn có thể bùng nổ và bạn nên ủng hộ năng lượng này. Từ năm 2012 đến hiện tại, Hoa hậu Trái đất vẫn chưa thể lấy lại vị thế trên đường đua nhan sắc như quá khứ với hàng loạt scandal như mùa giải. Thí sinh bị quấy rối tình dục, chất lượng tổ chức suy giảm trầm trọng khiến cộng đồng sắc đẹp không còn mặn mà để theo dõi. Có thể thấy rõ nhất, trong năm 2022, cuộc thi lâu năm như Miss Earth đang bị đàn em Miss Grand vượt mặt hẳn về truyền thông nhờ độ chịu chi cho sân khấu, trang phục, các hoạt động nhỏ lẻ cho dàn thí sinh. Nếu Miss Earth vẫn duy trì sự hời hợt về mặt hình ảnh, rất có khả năng cuộc thi này sẽ bị gạch tên khỏi thương hiệu tứ đại hoa hậu trong tương lai.